Rồi bonsai anh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị ba thân chung cốt luôn nha. Ở bên này là hai thân cũng liền, bên này cũng liền luôn, liền hết qua này luôn nha. Nói chung là cây này ba thân chung cốt. Cây này có mã số là 447. Tổng hoành là 143, cây cao là 71. Bầu ươm hiện tại là 82 nhân cho 45. Cây này mình xin giao lưu là 2600k bao ship luôn nha. 2600k bao ship. Liền cốt luôn. Cây này nó có một cái đầu khá là quái nha. Nè. Nó quằn qua bên cái mặt cát này nó lên. Nhìn na ná giống như cái con rắn đuôi chuông á, cái đầu của con rắn đuôi chuông á. Nè, có hai cái tai nè. Hai cái sừng nè. K bao ship. Giao lưu nhanh luôn nha. Rồi em xin qua cây này luôn.